chúng ta sẽ skip nhanh phần unbox này để vào ngay phần chính của clip nha. Ok, trước mắt anh em đây là một cái khung cảnh mà có khá là nhiều thận. Thì ở ngoài cùng bên phía tay trái của mình đó chính là chiếc BS5 với trị giá là khoảng 31.5 triệu. Và tiếp theo đó, để các anh em có thể sử dụng internet cho cái view clip này, thì chúng ta sẽ có một cái router wifi 6 của Asus trị giá 5 triệu. Và hầu hết tất cả những cái tác vụ mà chúng ta sử dụng chiếc màn hình vi tính trong cái clip này thì các bạn cần phải có một cái laptop cũng phải khá khá. Và cuối cùng, nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay đó chính là một chiếc màn hình máy tính nè các anh em. Màn hình máy tính nha, chứ không phải TV nha. Thì một tí nữa mình sẽ phân tích xem màn hình máy tính và TV nó khác nhau như thế nào. Thì đây chính là dòng sản phẩm màn hình máy tính 55 inch đến từ thương hiệu Philips Momentum 558M1. Thì dòng sản phẩm này nó có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ cùng điểm qua ở phần sau. Và bên tay phải của mình bây giờ lại là một chiếc PS4 Pro. Thì tại sao nó lại nằm ở đây? Bởi vì khi các bạn mua cái dòng sản phẩm màn hình Philips 55 inch này thì các bạn sẽ được mặc định, được tặng kèm theo chiếc PS4 một số thông số đến từ dòng sản phẩm Philips Momentum 558M1 có kích thước vật lý là 55 inch và độ phân giải 4K. Đây là một màn hình độ phân giải 4K và có tần số quét cực kỳ nhanh, lên đến tối đa là 120Hz khi các anh em kết nối vào cổng DisplayPort trên cái màn hình này. Tuy nhiên thì ba cổng HDMI còn lại của dòng sản phẩm này nó chỉ là chuẩn 2.0. Các anh em chỉ có thể chạy với cái tần số quét tối đa là 60Hz và độ phân giải 4K mà thôi. Vì vậy ngay cả chiếc PS5 này thì các anh em cũng chỉ chạy được với độ phân giải 4K 60Hz mà thôi. Vì vậy một lần nữa thì mình nghĩ rằng cái option để các anh em có thể được sở hữu dòng sản phẩm PlayStation 4 Pro này cộng với lại chiếc màn hình này là khá là hợp lý, bởi vì dòng sản phẩm này có thể hỗ trợ anh em lên đến độ phân giải tối đa là 4K 60Hz. Tiếp theo, chúng ta sẽ có những thông số như sau. Đây là một chiếc màn hình vi tính, vì vậy nó hỗ trợ đầy đủ những công nghệ đa màn hình, cụ thể như là picture in picture và picture by picture, hay còn gọi là hình trong hình và hình bên cạnh hình. Với một cái màn hình vi tính mà nó to như vậy á, thì các anh em hình dung ngay cả khi mà các anh em chia hai màn hình bên cạnh nhau, nghĩa là picture by picture, thì chúng ta sẽ có đâu đó hai màn hình với cái kích thước vật lý tầm khoảng là 21 inch. Quá tuyệt vời luôn. Và nếu như các anh em vẫn muốn có một màn hình lớn và một màn hình nhỏ, thì các anh em sẽ có một màn hình lớn 55 inch và một màn hình nhỏ đâu đó khoảng 17 inch, nằm ở góc trên, góc dưới, góc trái, góc phải, tùy chọn các anh em. Và các anh em có thể tăng cái kích thước lên tương ứng với lại là 14, 17 và 21 inch để các anh em có thể thoải mái sử dụng. Thì một trong số những cái vấn đề khác biệt nhất giữa màn hình máy tính và một cái TV đó là hai việc. Vì đầu tiên, màn hình máy tính thì nó sẽ không có cái hệ điều hành để các anh em có thể xem TV v.v. Tuy nhiên điều này các anh em vẫn có thể dùng máy tính để có thể xem trực tiếp trên chiếc màn hình này. Điều thứ hai là một chiếc màn máy tính thì nó sẽ boot cực kỳ nhanh so với lại một cái màn hình TV, nó phải boot cái hệ điều hành đi kèm. Cái này mới cần cắm điện, rút điện làm màn hình nó hoạt động ngay lập tức. Cái chuyện cuối cùng quan trọng nhất khác biệt giữa một chiếc màn hình máy tính và một chiếc TV đó là cái mật độ điểm ảnh trên một chiếc màn hình máy tính thì nó cao hơn rất nhiều lần so với một chiếc TV. Chúng tôi thử nghiệm trên một cái môi trường cách khoảng chừng 80-90cm thì vẫn có thể cảm giác rất là tuyệt vời trên dòng sản phẩm này. Thì một chiếc màn hình sử dụng tấm nền VA thì giúp cho các anh em có góc nhìn từ 4 chiều đều rất tuyệt vời. Dù các anh em có thể nằm dưới đất để xem TV, các anh em có thể nhìn từ hai bên thì góc nhìn gần như là hoàn hảo và không thay đổi. Một trong số điều mà chúng tôi cực kỳ thích dòng sản phẩm này, bởi vì thiết kế của nó có cái viền cực kỳ mỏng các anh em. Nếu mà so sánh với lại những cái TV thì đây là một cái thiết kế màn hình máy tính có cái viền cực kỳ mỏng. Và cái lớp hoàn thiện ở mặt ngoài của nó là lớp nhám. Vì vậy là một lần nữa, tất cả những gì tuyệt vời nhất từ cái độ sắc nét của chữ nó sẽ thể hiện tốt nhất khi các anh em xem trên một cái màn hình phẳng. Các anh em tưởng tượng đi, một hình máy tính mà nó bóng á, nhìn cực kỳ khó chịu luôn. Đây là một hình máy tính nha các anh em. Thì đó là một số thông tin về tấm nền. Có một cái hé lộ nhỏ, trong hai trường hợp chúng tôi thử nghiệm là chúng tôi sử dụng cái mắt độc X-Ray E1 Display Pro để đo được cái chất lượng màu của dòng sản phẩm này. Trong hai trường hợp, đầu tiên đó là khi chúng tôi ngồi rất là sát với màn hình này ở tầm khoảng 80-90cm, chúng tôi sẽ để cái độ sáng tầm khoảng 120 nit, thì cái chất lượng màu, độ sai màu trong trường hợp này cũng như trong trường hợp thứ hai là khi chúng tôi tăng cái độ sáng lên ở mức mặc định của dòng sản phẩm này là 70% brightness
thì cái độ sáng nó tầm khoảng 400 lít. Thì các anh em thấy là cái độ xoay màu nó đều đạt dưới chuẩn mà nhà sản xuất đã công bố, đó là Delta E dưới 2. Quá tuyệt vời thì các anh em. Như vậy nếu một số anh em nào thực sự có cái nhu cầu sử dụng màn hình này cho cái tác vụ làm việc, đặc biệt là trong mảng media, thì các anh em hoàn toàn có thể sử dụng nó với một cái độ chuẩn màu mà các anh em hoàn toàn có thể tin cậy được. Tiếp theo thì chúng ta thấy là đây là một chiếc hình máy tính, vì vậy các anh em có thể cắm một cái cáp USB 3.2 để kết nối từ laptop hoặc là PC để chuyển sang một cái hub 4 port USB 3.2 trên ở mặt sau của chiếc màn hình. Chiếc màn hình này hỗ trợ công nghệ DTS sound, vì vậy là tất cả những cái phim DTS trên Netflix hoặc là những cái sụt mà các anh em tương ứng sẽ có được cái âm thanh khá là ấn tượng. Có một điểm cực kỳ thú vị, nếu các anh em đang sử dụng một chiếc máy tính sử dụng card họa của AMD thì đây là một màn hình HDR hợp chuẩn FreeSync Premium. Đây là một màn hình cho các bạn có một trải nghiệm HDR 1000 cực kỳ ấn tượng. Thì các anh em thấy là khi các anh em kích hoạt cái HDR thì cái độ sâu trường ảnh cũng như là độ sáng và độ tương phản nó sẽ tăng lên rất là nhiều lần. Và nếu các anh em sử dụng màn hình đó trong trường hợp để xem phim, giải trí, chơi game và các anh em ngồi cách xa màn hình thì lúc đó màn hình sẽ pick lên cái độ sáng tối đa là 1000 nits. Có lẽ là trong thời gian gần đây các anh em đã khá quen thuộc về việc phối hợp về công nghệ giữa một cái nhãn hàng máy tính như là Philips ở đây với một cái thương hiệu nổi tiếng trong lĩnh vực riêng của họ. Trong trường hợp này đó chính là thương hiệu Power Vikings. Thì Power Vikings là một cái nhãn hàng về audio cực kỳ nổi tiếng ở bên Anh Quốc luôn. Và nếu như các anh em chưa biết cái Power Vikings là gì thì mình xin đưa ra một cái ví dụ, mặc dù nó khá là khập khiễng ha. Các anh em hình dung một cái loa của Harman Kardon á thì giống như các anh em đang sở hữu một chiếc xe Mercedes đời Y thôi. Còn nếu như các anh em sở hữu một cái loa Bowens Wilkins đến từ Anh Quốc á thì dòng Signature thì nó giống như các anh em đã được lái một chiếc Mercedes Maybach đời S như vậy đó. Thì đẳng cấp nó cực kỳ ấn tượng ha. Và đó là lý do tại sao mà Philips phối hợp với lại Power Wilkins và đưa một cái sao ba nằm ở bên dưới cái màn hình này. Cái hệ thống loa sao ba được tích hợp ở phía dưới của chiếc màn hình này. Đó là sự kết hợp công nghệ giữa Philips và Power Wilkins. Các anh em có biết Power Wilkins nổi tiếng khi họ giới thiệu ra cái công nghệ màn loa Kevlar, thì màn loa Kevlar nó giúp cho giảm méo tiếng và tăng được cái độ chi tiết của cái âm treble. Và không có gì ngạc nhiên khi trải nghiệm của chúng tôi với cái hệ thống loa sao ba của sản phẩm này thì có cái âm treble cực kỳ ấn tượng và chi tiết luôn. Tuy nhiên cái dải trung và âm trầm thì khá là ở mức trung bình mà thôi. Vì vậy là nếu như các bạn thực sự là một người quá serious về chuyện thưởng thức âm nhạc thì có lẽ đây không phải là lựa chọn tuyệt vời. Tuy nhiên các bạn sẽ có một cái ấn tượng cực kỳ ấn tượng nếu các bạn ngồi cách cái dòng sản phẩm này tầm khoảng 90 cm đến cho đến 1 m và cảm giác cái không gian cũng như cái độ chi tiết mà cái loa này nó đem đến cho các anh em. Và đặc biệt màn hình Philips Momentum 558M1 còn một công nghệ khá là thú vị nữa về mặt trải nghiệm, đó là khi các anh em khi setup cái góc game á thì các anh em thường sẽ mua thêm một cái dải đèn LED ARGB và dán ở mặt sau của màn hình đúng không? Tuy nhiên những cái công nghệ LED này thì nó đơn thuần nó chỉ nhấp nháy theo nhạc hoặc là đổi màu cách ngẫu nhiên thôi. Còn với những cái màn hình chuyên dụng và có công nghệ đặc biệt như là AmbiGlow của Philips thì chúng ta sẽ có một con chip nằm bên trong màn hình và nhiệm vụ của nó là sẽ phân tích những cái màu sắc trong cái game hoặc là trong phim các anh em đang xem để nó phản ánh cái màu sắc này lên ở phía sau của màn hình, khiến cho chúng ta đỡ mỏi mắt và khiến cho cái trải nghiệm chúng ta hấp dẫn hơn rất là nhiều. Rất là dễ dàng để các bạn có thể đổi từ chế độ SDR sang HDR bằng cách là các bạn vào trong setting của game và bật HDR lên. Và với màn hình Philips Momentum 558M1 thì các bạn sẽ dùng cái controller đi kèm để có thể vào trong cái menu Picture và chọn vào Match Image HDR để chọn giữa những chế độ như là HDR Game, HDR Movie, HDR Photo
Và cá nhân thì chúng tôi thích hai chế độ. Đầu tiên đó là chế độ personal, nghĩa là khi các bạn mới setup chiếc BS5 thì nó sẽ cho các bạn điều chỉnh được HDR theo một cái cơ chế là mux và min contrast, thì đây là một chế độ khá là ấn tượng. Còn không thì các bạn sẽ chọn vào ngay công nghệ display HDR 1000, nó sẽ cho các bạn độ sáng và cái độ sâu tốt nhất có thể nếu như các bạn có mỗi khoảng cách ngồi khá là hợp lý. Ở phần cuối clip này, chúng ta hãy bàn với nhau về một số trải nghiệm thực tế của chúng tôi khi sử dụng một chiếc màn hình máy tính có kích thước vật lý cực kỳ khủng, đó là 55 inch. Thì hầu hết khi chúng ta muốn mua một chiếc TV thì trên 50 inch thì các bạn đã nhận được những cái tư vấn là ở phòng các bạn phải là 2 mét rưỡi, 3 mét bề ngang vân vân, thì để có thể sử dụng một chiếc màn hình TV một cách thoải mái nhất. Tuy nhiên thực tế mà nói, như các anh em đã từng xem những cái view clip trên kênh của Linus Tech Tips thì Linus có một view clip sử dụng một chiếc màn hình 48 inch và ảnh chỉ ngồi trước cái màn hình đó tầm khoảng chừng 80 cm thôi. Còn thực tế thì trong trường hợp sử dụng chúng tôi ngồi với cái bàn này, kích thước nó cách khoảng chừng dưới 90 cho đến 1 mét thì chúng tôi sử dụng cực kỳ thoải mái. Thì như hồi nãy mình có chia sẻ, thì khi các bạn sử dụng những cái công nghệ liên quan đến đa màn hình trên một chiếc màn hình lớn như vậy thì các bạn sẽ có chế độ picture by picture, nghĩa là hình bên hình và hình trong hình. Thì trong những trường hợp đó thì với một cái màn hình kích thước vật lý lớn và có cái mật độ điểm ảnh cực kỳ cao chứ không phải như một chiếc TV á, thì các bạn có thể đọc được chữ rất là rõ ràng. Và dòng sản phẩm này sử dụng một tấm nền VA và lớp hoàn thiện finish là chống lóa, vì vậy cái độ sâu cũng như độ sắc nét của cái chữ nó cực kỳ đẹp luôn các anh em. Các anh em tưởng tượng như là các anh em đang sử dụng một chiếc màn hình làm đồ họa cao cấp với một kích thước cực kỳ lớn, đó là cái lợi thế. Và nếu như các anh em là một người có cái khả năng đầu tư thì các anh em hình dung một cái môi trường làm việc các anh em sử dụng Adobe Premiere Pro hoặc là Photoshop với một chiếc laptop với một màn hình khá là khiêm tốn như vậy và xuất hình lên cái màn hình làm việc chính là một cái màn hình cực kỳ to và ngồi cách màn hình khoảng 100 mét, thì cái không gian làm việc của anh em cực kỳ ấn tượng. Và như đã chia sẻ, màn hình này có Delta E nhỏ hơn 2, vì vậy tùy theo khoảng cách mà các anh em ngồi, các anh em hoàn toàn có thể chỉnh cái độ sáng tương ứng. Ví dụ như các anh em có thói quen ngồi sát giống như Bowman để chơi CSGO thì các anh em có thể chỉnh độ sáng tầm khoảng 120 nits. Còn nếu các anh em ngồi giống mình, cách màn hình tầm khoảng 1 mét thì các anh em có thể chỉnh độ sáng tương ứng đến từ 300 cho đến 400 nits. Và nếu như các anh em xem phim ngồi cách 3 mét thì mình khuyến nghị các anh em nên kích hoạt công nghệ HDR 1000 như cái phần trước mà mình đã chia sẻ. Thì nếu như các bạn có bất kỳ những thắc mắc gì về sản phẩm cũng như là những cái quan điểm, xin vui lòng để lại comment ở bên dưới. Và xin nhắc lại một lần nữa, vào điểm hiện tại khi các bạn mua chiếc màn hình 55 inch này thì mặc định các bạn sẽ được tặng kèm một chiếc PlayStation PS4 Pro để các bạn có thể trải nghiệm những tựa game cực kỳ đỉnh của Sony với độ phân giải 4K 60 trong cái mùa Tết này. Và đó là tất cả những gì chúng tôi muốn chia sẻ trong video này. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào biệt và hẹn gặp lại ở clip sau. Bye bye!